Hello mọi người, lại là mình Suy Trang. Chào mừng mọi người đến với kênh Sunny Gaming. Ok, mọi người có thấy là kiểu ngoài trời nó đang kiểu âm u mọi người, u tối rồi đó. Chỗ tôi thì kiểu là vừa mưa dầm mưa về, vừa lũ vừa lụt nữa. Cái kiểu thời tiết như thế thì làm sao mà tâm trạng tốt được? Tâm trạng không tốt thì làm sao mà mở hộp nó hết được? Mở hộp như thế nào thì chắc là mọi người phải xem hết video mọi người mới cảm nhận được ha. Ok, cùng vào video thôi. Hello mọi người, lại là mình Sunny đây. Hiện tại Nhi đang ở trong video nha mọi người. Ok. Đến hiện lại lên nhà, chúng ta lại có một cái video test nhân phẩm. Và mùa này, đợt này là một cái hộp mà Nhi rất là yêu thích. Kiểu giờ này là nhà phát hành ra những cái hộp nó rất là đúng gu của tôi luôn ấy mọi người. Nên là cũng xuyên bốc thăm hộp hơn đó. Và hiện tại thì Nhi đang ở bên nhà của ạc phụ. Bởi vì Nhi thấy là bên nhà ạc chính kiểu cái nhân phẩm của mình tàn quá, thành ra là Nhi qua thử ạc phụ xem thử là với nhân phẩm ở bên này thì liệu rằng là nó có hên được hay không ha. Và ngoài ra trong cửa hàng mọi người à, trời ơi, nay lên một cái gói mà kiểu trời lâu lắm rồi Nhi mới lại thấy một cái gói mà kiểu màu nào cũng ưng luôn. Trời ơi, lại đau đầu rồi mọi người ơi. Ui thề luôn là cái gói đựng này, cái này gọi là gói ba lê nha mọi người. Kiểu sao ta thời trang mang phong cách ba lê hả, không biết đúng không nha, nhưng mà kiểu bộ nào cũng xinh luôn ấy. Một bộ á, một gói là sẽ có mặt nè, tóc nè, bộ đồ với là đôi giày. Thì ở đây sẽ có ba màu là màu đỏ nè, màu vàng chứ, với là màu xanh nha. Mà trời ơi mọi người ơi, gói nào nó cũng đẹp cái riêng của nó hết á. Ngoài trừ cái mặt là giống nhau rồi ha, cái đôi giày thì cũng đổi màu thôi ha. Nhưng mà mọi người xem cái bộ đồ đi, em ơi, bộ nào cũng xinh luôn ấy. Màu đỏ cũng xinh, cái bộ màu vàng cũng xinh, mà cái bộ màu xanh cũng xinh nữa. Huống rồi là cái đầu tóc nó cũng khác luôn mọi người à. Tóc nào cũng xinh hết, làm sao giờ. Giờ tôi không biết là tôi nên mua gói nào hết đó mọi người ơi. Mọi người có ý kiến gì không thì cho tôi nha. À còn bạn nào mà muốn muốn cho tôi đó thì là Nhi không nói là Nhi ở đâu rồi. Nhi để cái ID ở đây đó nha mọi người. Mọi người không hề thấy ID của tôi đâu nha. Ok, rồi tạm thời gác qua cái gói thiệt là xinh đó thì chúng ta sẽ vào cửa hàng và xuống cái hộp à. Đó chính là hộp bốc thăm phù thủy đen huyền diệu. Trời ơi, cái hộp này nó keo lì không khác gì cái hộp cô gái mộng mơ hết đấy mọi người ạ. Cái hộp này nha thì Nhi lại không có ra được hai món là gối với là tóc, nhưng mà lại ra được cái đầm mọi người ạ. Thì với cái gói hộp bốc thăm phù thủy đen huyền diệu này á, thì hôm qua Nhi thấy có bạn mà cái mang cái mũ với là cái đầm xinh lắm luôn ấy. Thề luôn, tóc cũng mê này, Nhi cũng mê tóc này mọi người. Nhưng mà thiệt là cái bộ đồ phù thủy rất là cưng ấy mọi người ạ. Thành ra là hôm nay Nhi mong muốn là Nhi sẽ ra được một trong hai món này nha. Còn cái món này là cuốc. Cuốc thì cũng là chắc là cũng xịn, cũng 0,5% á mọi người, Nhi đoán vậy. Để Nhi xem phần trăm xác suất nha. Đầu tiên là cái cuốc 1% chứ không phải 0,5 nữa, 1%. Mặt phù thủy là 3%. Ồ, cái đầm với cái mũ là 3,5 với 4%, nó cao hơn nè mọi người. Ồ, vậy là xác suất chúng ta ra những cái món hiếm này sẽ dễ hơn á. Ồ, vậy thì mong nha. Mong đựng này sẽ ra được cái bộ đồ nha mọi người. Giày nè 8,5, tủ đựng đồ 10%, vạt ma 10%, kệ bàn gương ghế đẩu là 10 mấy%. Đó, mấy cái món này, cái ghế đẩu rồi, cái đẩu là cái này hả? Đó, mấy cái này là tiền nè. Đó, mấy cái đồ thất thì mình không phải mê đồ thất lắm. Ủa, cái này cũng được nè. Còn lại là muốn là cái bộ đồ nha, muốn là cái bộ đồ với cái đầu tóc ấy. Ok, thì đợt này không có nhiều vé coupon free lắm, chỉ có 2 vé thôi. Thì Nhi sẽ mở 2 vé coupon free với là gần 500 kim cương mọi người ha. Ê, mong là hai vé đầu tiên nó ra được hai món mình thích luôn thì khỏi phải mở tiếp nha. Một cái hộp cũng xịn ha. Hộp phù thủy đen huyền diệu. Dốc. Mới đầu tiên đã ra được cái món mình cũng khá là thích nè mọi người. Vạt ma thuật bí ẩn, vạt của phù thủy với thứ gì đó đang sôi, có chứa đựng bí mật gì nhỉ? Ấy, cái này kiểu đẹp thôi hay là có khuẩy quậy được như là cái hộp bốc thăm hồi trước vậy ta? Rồi, hộp thứ hai. Ra cái gì đây? Cái gương nội thất. Hai món nội thất rồi mọi người ơi. Cái gương này như nó tiền nè, gương phù thủy thần bí. Phù thủy muốn nhìn thấy gì trong gương, ai mà biết. Rồi, hai món đầu tiên là cũng hơi tiền xíu, nhưng mà nói chung là cũng không có quá tiền thì thôi chấp nhận được ha. Trời ơi, một hộp tới tận 30 kim cương mọi người ơi, đắt nhờ. Ok, vậy thì Nhi sẽ mở thêm 3 hộp bên nhà của Sunny Trang nữa, xem thử là có ok không. Nếu mà không ok thì mình sẽ đổi nhà nha. Dốc. Cái bàn hả?
Bàn đầy tò mò của phù thủy ngập tràn sự tò mò. Đây là bàn làm việc của phù thủy đáng yêu. Trên cái bàn thì có cái lồng chim, cái sách, mấy cái chai lọ gì đó uốn lên hả. Nói chung là cái bàn này cái màu sắc không có đúng gu gì lắm, nhưng mà đồ vật thì đẹp nha. Hộp thứ tư. Và cái gì đây? Rồi xong. Hộp thứ năm. Đưa gì mà gần 100 tung cương bay cái bèo nhanh quá ha. Rồi hai cái bình xong phim. Xong phim rồi mọi người ơi. Chắc là Nhi sẽ về nhà để gặm nhắm cái nỗi đau này nha mọi người ơi. Đây Nhi đang đứng trong cái chỗ mà bữa trước sưu toàn tập đây mọi người. Thì chắc là với cái chỗ mà sưu toàn tập này lấy độc trị độc thì chắc là nó sẽ đỡ sưu hơn ấy mọi người ha. Chưa gì thấy hai cái bình hai cái gương là mình thấy đau đau cái đầu rồi đó. Để ó cái này khuấy được nè, khuấy là cũng xịn rồi đó mà sao ra hai lần vậy trời. Hộp thứ 6. Ra cái gì? Cái ghế đậu đen nhất. Wow, thật là tuyệt vời. Chiếc ghế đậu của phù thủy có sọc hai tông màu dễ thương. Là dễ thương dữ chưa? Coi làm sao làm nhé. Ê, mình thắc mắc nha, cái vạt ma này nó bị tráo cái số phần trăm đúng không? Thật ra nó là đen nhất đúng không mọi người? Trời ơi, 10% mà nó ra được hoài luôn, ra 3 cái gì vậy trời? Thứ 8 rồi nè. Ơ, ra cái gì vậy? Bàn nó kệ hả? Tủ đựng đồ của phù thủy, chiếc tủ đựng đồ của phù thủy với nhiều loại nước bột khác nhau. Ok, ra được món mới rồi, cũng thở phào nhẹ nhõm. Nước hoa hả ta, đựng nước hoa hả? Cái kệ này cũng đẹp nè mọi người. Không biết chính nè. Nó cứ ra trùng hoài luôn, cái gì cũng phải ra trùng hai lần hả? Cảm giác là di chuyển càng nhiều là nó còn càng không hên được ấy. Rồi xong rồi không ổn rồi mọi người ơi. Chưa gì mà còn có 200 kim cương thôi. Tôi nghĩ là tôi phải ra khu plaza cho bớt cái sự xu này thôi mọi người ơi. Ok, hộp thứ 11. Ê, 11 nó có hên được như hộp 21 không giờ? Vô. Trời ơi, nó ra được cái món nữa khách còn lại luôn, chết chứ thiệt sự luôn à. Kệ đáng ngờ của phù thủy, chiếc kệ của phù thủy chứ đây những công cụ đáng ngờ. Là đáng ngờ dữ chứ, thiệt luôn. 11 hộp mà ra toàn nội thất luôn. 6 món nội thất đủ cả rồi, mà 6 món áo quần thì chưa ra cái nào luôn. Thôi ra cho cái đồ nội thất, đồ áo quần nè. Áo quần nè, áo quần. Mình chính thức đưa cái vật mai phép thuật bí ẩn này vào danh sách đen nha mọi người ơi. 12 hộp mà đã hết 4 cái bình vạc đó rồi. Nhi mở thêm một hộp nữa thôi mà nó vẫn xu. Là Nhi sẽ đi xả xui khoảng tối Nhi lại mở lại. Chứ giờ Nhi mở mà Nhi thấy là nó không ổn ấy mọi người. Nên là không có nên cố gắng. Thì mở thêm một hộp, hộp thứ 13 nữa mà nó vẫn không ra được cái món đồ áo quần nào. Thì mình dừng nha. Dừng, tạm dừng nha. Vô. Ok, Nhi tạm dừng nha mọi người. Đợt này chất su cana quá à. Theo tôi nhớ là tôi đã mở được 13 hộp rồi. Thì giờ là sẽ là hộp thứ 14. Và Nhi vừa táp xuống khu plaza luôn. Và không có ý định là sẽ chuyển map đâu nha mọi người. Đứng đây mở hộp xem thử là có hên hơn hay không nha. Trầm cảm quá, hộp thứ 14 rồi nè. Trời ơi, cái vạt ba tuần này ra hoài luôn. Cứ tôi tự nhiên nhớ tới cái con gì chuột ở trên núi hả, mà nó có cái meme mà sao cái tình cảnh của mình nó giống cái con chuột đó ghê vậy đó mọi người. Hôm nay hộp 15 nè, áo quần đi đừng nổi thức nữa. Trời ơi, chắc tôi chết quá. Gì á, toàn gì không nay sao đó mọi người. 16 tóc mũ. Bộ đồ tóc mũ, bộ đồ tóc mũ. Trời, đợt này sao đó. Đợt này mở hộp rất là kỳ luôn. Đợt này có điềm rồi mọi người. Đợt này chắc chắn là nhà phát hành đã fix rồi. À, cứu tôi. Ok, hello mọi người. Hiện tại mọi người thấy là một cái cảnh liên tiếp. Chứ thực ra là cái khúc mà Nhi quay cái này đã là sáng ngày hôm sau rồi nha mọi người. Qua ngày hôm sau rồi. Và hôm nay thì Nhi mới kiếm được thêm một cái coupon free. Với là đủ kim cương để mở thêm 3 hộp nữa. Thành ra là hôm nay Nhi sẽ mở thêm 4 hộp nữa. Nhi không nhớ là hôm qua mình mở bao nhiêu hộp rồi nữa. Nhưng mà nói chung là cũng chắc là cũng 15, 16 gì đó rồi ha mọi người ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau mở 4 hộp cuối cùng. Với cái hộp là phù thủy đen huyền diệu.
mà nếu thật sự nó vẫn không ra được cái món gì luôn thì Nhi chứng nhận đây là cái lần xui nhất, mở hộp xui nhất của Nhi. Và cái đội xui xẻo này thì Nobita cũng phải gọi bằng cụ mọi người ạ. Ok nha, vậy thì để xem thử là 4 hộp hôm nay chúng ta liệu có thay đổi được số phận hay không nha. Trời ơi, là cái bộ đồ hay là cái mũ đi, trời ơi, đầu tóc cũng được. Dốc. Trời, con chó sủa nó mới ghê chứ. À vâng, đồ tận đựng đồ của phù thủy. Hình như là hôm qua giờ Nhi nhặt cái mặt cái bộ đồ trong người, thật ra nó xu hay sao mọi người ha. Em chỉ cởi hết đồ cái coi. Rồi cúp bao free thì xu đã đành rồi, giờ mở bằng kim cương phải hên nha ba. Dốc. Ba hộp nào. Trời ơi, tới giờ rồi mà vẫn xu. Đã cái mũ rồi nè mọi người. Trời ơi, sao cái nào cũng vậy nhờ, sao cái nào cũng phải để tới hộp gần hộp cuối cùng nó mới hơn được giờ. Mà mới đặt cái mũ thôi, còn cái đồng nữa. Ra mũ rồi nè, trời ơi, cuối cùng cũng ra mũ, mũ bao nhiêu phần trăm vậy? Mũ là 4%, trời ơi, còn cái đồng 3,5% nữa. À, cho tôi cái đồng đi. Cái đồng. Trái đầm. Cái đồng. Trời sao? Cả hết bao nhiêu kim cương của tôi nhờ? 500 kim cương của tôi với là 4 cái 3 cái coupon free hả? Mà chỉ ra được có một cái mũ là xịn nhất thôi mọi người, giày còn chưa ra, tóc còn chưa ra. Đầm, mắt, cái cuốc nữa. Ôi là trời. Trời ơi, hên là hôm nay được cái mũ nó cứu vớt cái tâm hồn này. Nhưng mà cũng không có. Cái mũ xinh quá. Cái mũ dễ thương quá mọi người. À, thiệt sự luôn ấy mọi người ơi. Nó chỉ công nhận cái đợt này là cái đợt mở hộp xu nhất của mình nha. Phải gọi là Nobita cũng phải gọi là cụ luôn á. À, trước khi mà kết thúc video thì cho mọi người nhìn lại cái sự xu của Nhi nha. Có bao nhiêu lần rồi thì Nhi vẫn không quen được cái sự xu này nha mọi người. Trời ơi, cái ghế đá đổ nó ra được tận 6 cái nha mọi người. Nó còn chơi thêm gì, 5 cái bình này nó mới ghê chứ, cái 5 bình bạc mai này nè. Hay nha, đây là toàn bộ cái sự xu cana của Nhi. Mong là với mọi người sẽ không có xu giống Nhi. Và video này thì Nhi chính thức là gọi là một cái mùa mở hộp test nhân phẩm thất bại nha. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video đến đây. Đừng quên để lại cho Nhi một like và nhớ bấm nút đăng ký để xem bao nhiêu xùm xí gì nha. Tạm biệt mọi người, sayonara. Mệt tết đi, trời ơi xui quá. Xui quá trời.